chào tất cả mọi người, nay xin có mặt tại buổi họp báo của 100 ngày bên em nha, các bạn cùng xem theo dõi nhé. Thật là bạn cười chào anh. Xin được giới thiệu một người anh trai rất thân của diễn viên Khả Ngân, MC Thành Trung. Rồi, mấy đứa làm gì sao lạ lắm gì đó. Một lần nữa, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin được trân trọng thông báo buổi lễ ra mắt bộ phim 100 ngày bên em của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng sẽ được bắt đầu trong giây lát. Chúng tôi đang chờ đợi để chào đón những vị khách cuối cùng đến với khu vực thảm đỏ. Đến những lời đầu tiên về phía đoàn làm phim, hãy nghe họ chia sẻ những tình cảm của mình, những sự tâm huyết của mình để quý vị yêu thương hơn. Ấy.